Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là món mì Quảng của người miền Trung. Món này là hương vị đậm đà, rất là ngon luôn các bạn ơi. Để làm món này, mình cần có 3 rọi. 3 rọi hôm nay mình làm 300g, còn tôm mình làm 250g. Bạn thích ăn nhiều thì bạn nhân lên giùm mình nha. Tại vì gia đình của mình, ba mẹ không có ăn tôm với lại thịt ba rọi, cho nên mình làm số ít hôm nay. Đây là hành tím, mình cần khoảng 2 muỗng canh hành tím mình băm nhuyễn. Tỏi mình cần 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn. Còn đây là củ nghệ, nghệ tươi á các bạn. Đây, mình mua nghệ tươi về, làm món này có nghệ tươi thì nó sẽ thơm và cái mùi vị nó ra sẽ rất ngon hơn á. Nghệ tươi mình làm là một củ nhỏ, mình tính ra là khoảng 2 muỗng cà phê nghệ tươi băm. Bắp chuối, có trứng cút và rau sống, gia vị nêm nhưng mà không có đủ chỗ cho nên là một lát mình sẽ chia sẻ sau. Và dĩ nhiên là không có thể thiếu mì Quảng và bánh tráng. Thịt mình đã rửa rồi nha các bạn, mình rửa với lại nước muối và rượu nấu ăn rồi. Bây giờ mình sẽ luộc sơ cho cái thịt của mình nó thơm và sạch trước khi mình ướp gia vị ha. Trước hết á, mình sẽ cho vào đây một nồi nước sôi nhỏ, cho cái miếng thịt này nó cũng nhỏ, nửa muỗng canh muối. Và cho 2 củ hành tím vào đây. Và mình cho miếng thịt vào đây luôn. Đó. Mình tính từ lúc nước sôi lên, mình cho mình luộc vào đây 5 phút. Rồi bây giờ sau khi mình luộc 5 phút và mình lấy ra mình rửa cái miếng thịt này cho sạch rồi mình mới đem đi cắt ướp nha các bạn. Mình chỉ luộc thịt sơ thôi cho nên bên trong nó vẫn còn sống nha các bạn. Thì cái thịt này á, mình sẽ cắt mỏng nha. Và mình nhìn mình tìm cái sớ thịt á. Cái miếng thịt hôm nay mình mua nó dày cui à. Nè, nó dày, thiệt là dày luôn. Nè, mình cắt như vậy nè. Mình cắt mỏng mỏng như vậy nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp nha. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê nghệ băm, băm nhuyễn hồi nãy á các bạn. Nửa muỗng canh tỏi băm. 1 muỗng canh hành tím băm. Một ít xíu tiêu trắng nha các bạn, khoảng 1/5 muỗng cà phê á. 2 muỗng teaspoon là 2 muỗng cà phê bột súp gà hay là bột nấm đều được nha. Nửa muỗng cà phê muối biển, mình dùng muối biển hiệu của Costco á các bạn. Đây nè. Đó, muối biển này, bạn có loại muối biển nào xài cũng được. Cái này mình chỉ nêm nếm, một lát mình nếm lại nha. Cái này mình chỉ ướp thịt thôi. Và cho vào đây 3 muỗng cà phê đường. 3. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu điều. Cái dầu điều này á, mình có chia sẻ nhiều lần rồi cho nên mình không có làm lại. Là bạn dùng, mình hay làm một hũ gì mình để dành xài nè. Bạn nấu một chén hay một cốc dầu cho nó sôi, vừa sôi lăn tăn lên, bạn cho vào 2 muỗng canh hột điều á. Rồi bạn tắt lửa. Bạn tắt lửa là xong rồi đó các bạn. Mình lược nó ra mình để dành mình xài. Còn này mình trộn lên nha. Trộn lên mình ướp khoảng 15-20 phút cho thịt nó thấm. Còn nếu mà muốn nữa, có thời gian nữa thì mình ướp 1 tiếng đồng hồ. Nếu nơi bạn sống không có nghệ tươi thì mình dùng bột nghệ cũng được nữa các bạn. Mình cho nửa muỗng cà phê bột nghệ vào đây. Tại vì có nghệ tươi cái vị nó thơm ngon khác. Người miền Trung người ta nấu này người ta có củ nén nữa các bạn. Cái củ nén nó nhỏ nhỏ tương tự giống như là cái củ kiệu. Mà nó tròn tròn tựa như là củ hành tím á, hành hương á. Mà nó nhỏ xíu cỡ đầu ngón tay á các bạn. Thì người ta có bỏ vô nhưng mà mình ở đây mình rất là khó tìm củ nén. Cho nên là mình dùng, có gì mình dùng ở đó. Cho củ hành cũng thơm lắm nha. Và bây giờ mình để đây, mình ướp ở đây. Để đây ướp khoảng 15-20 phút nha. Trong khi chờ đợi mình sẽ đi cắt bắp chuối. Thì trong cái thao nước này mình sẽ cho chanh vào đây. Mình không thể nào thay thế giấm được. Bởi vì khi mình bỏ giấm mình là bắp chuối của mình nó sẽ bị đen. Cái này mình chỉ dùng bằng chanh cho bắp chuối mình nó trắng thôi nha các bạn. Thì mình biết các bạn sẽ hỏi là dùng giấm được không. Là cái này nè, mình bỏ, mình cắt.
cái nào mà già ở phía ngoài mình bỏ, nhưng mà mình bỏ một hai lớp thôi, đừng bỏ hết lá không còn gì để ăn hết á. Mình chỉ bỏ một hai lớp ở phía ngoài thôi, rồi mình bỏ mấy cái này nè. Cái này người ta làm đồ chay ăn cũng ngon lắm đó. Mình bỏ này, mình chừa này lại. Mình chồng nó vô như vậy nè các bạn. Và mình có thể bào hay là mình cắt, tùy theo bạn thích làm như thế nào. Đây, mình vừa mới bào xong nè các bạn ơi. Nhìn thấy cái màu nè, nó sạch mà nó trong đẹp lắm luôn á. Đó. Và mình ngâm ở đây nha. Chừng nào ăn á mình vớt ra mình rửa nó lại rồi mình mới dùng nha các bạn. Giờ mình bắt một cái nồi, mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây nửa muỗng canh tỏi băm. Một muỗng canh hành tím băm. Mình phi lên cho nó vàng nó thơm rồi mình cho thịt vào. Đó, tỏi với là hành nó vàng rồi nè, mình cho thịt vào đây. Mình xào khoảng 2 phút cho thịt nó săn lại rồi mình cho nước dừa vào. Sau 2 phút mình cho nửa lít nước dừa vào đây, nửa lít là khoảng 2 cup nước dừa nha các bạn. Cho vào đây, cho nửa lít nước vào đây. Nếu như bạn không có nước dừa mình nấu nước lọc không sao hết nha. Tại vì ở ngoài nhà hàng người ta cũng không có nấu nước dừa đâu các bạn. Ở nhà mình nấu thì mình nấu nó chất lượng, mình có nước dừa thì cái nước lèo của mình nó sẽ thơm ngon hơn á. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Nước mắm mình dùng là nước mắm Phú Quốc mình hay xài các bạn. Thì nếu như bạn dùng nước mắm khác bạn nêm nếm lại, gia giảm lại, bởi vì nước mắm khác có thể mặn hơn hay lạt hơn nha. Nè, mình dùng nước mắm này nè. Một muỗng canh bột bột súp gà hay bột nấm, bột nêm gì cũng được nha các bạn. Mình nêm vào đây thêm cho 2 muỗng cà phê bột súp gà nha các bạn, để cho nó mặn mặn á. Cái nước lèo này á, là mình phải nêm nếm nó đậm đậm chút, bởi vì không phải ăn giống như hủ tiếu hay phở mà chan nước ngập hết. Mình chỉ chan sắp sắp ít ít thôi rồi mình trộn lên, cho nên là cái nước này mình phải cần mặn. Và mình cho trứng cút vào đây, bạn thích ăn trứng cút bao nhiêu thì bạn cho vào đây ha. Giờ mình để đây mình nấu cho nó sôi lên khoảng 15 phút. Khi mà nó sôi 15 phút rồi là cái thịt nó chín rồi đó. Là mình mới xào tép, mình cho tép vào đây. Trong khi chờ đợi mình nấu cái này 15 phút mình sẽ đi rim tôm nha các bạn. Mình cho vào đây nửa muỗng canh dầu hạt điều á các bạn. Một ít hành tím băm. Mình rim cái tôm như vậy á thì nó sẽ tôm nó sẽ thấm, nó sẽ thơm ngon hơn là mình bỏ thẳng vào trong cái nồi nước lèo. Khi mà hành tím của mình nó vàng thơm rồi mình cho tôm vào. Tôm này là mình còn để vỏ nha các bạn. Mình cho một muỗng cà phê bột nấm, bột súp gà hay bột nấm gì cũng được. Cho vào đây nửa muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê nước mắm. Đơn giản vậy thôi. Nếu như bạn không có thời gian, bạn không cần phải rim tôm đâu. Bạn có thể bỏ thẳng vô trong cái nồi nước lèo á. Khi mà thịt chín á, mình cho vào nồi nước lèo và mình nấu thêm khoảng 5 phút là thịt nó thấm và tôm nó thấm. Nhưng mà bởi vì mình muốn cái tôm á, nó săn lại. Nó săn lại và nó thấm gia vị á, cho nên mình mới rim như vậy nè. Sau khi mình rim được 3 phút nó thấm rồi các bạn. Nè, nhìn tôm nè. Rồi mình tắt lửa và mình cho vào cái nồi nước lèo nha. Đây, giờ mình cho tôm vào trong nồi. Và bây giờ mình sẽ nấu thêm khoảng 3 tới 5 phút nữa cho con tôm nó thấm vô trong đây nè các bạn. Và nó quýu lại á. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Có bạn thì thích ăn tôm mà nó còn tươi như vậy á, thì mình không cần nấu nữa để cho nó thấm. Và bây giờ thì các bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nha. Các bạn thấy giờ cái màu nó đẹp dễ sợ chưa nè.
Mình mới tắt lửa các bạn. Mình hâm thêm khoảng 2 phút nữa là mình tắt lửa. Nè, nhìn cái màu nè. Rất là đẹp luôn á. Và cái con tôm của mình nó cũng thấm nè các bạn, nhìn nè. Đó. Có trứng cút nữa. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Bây giờ mình sẽ đi luộc mì Quảng nha. Kế đến mình sẽ đi luộc mì Quảng nha. Mì Quảng hôm nay mình sẽ dùng hiệu này nè các bạn. Mì Quảng nè. Quảng Nam Noodle màu vàng này nè. Nếu như ở chỗ bạn sống không có mì Quảng này thì bạn hãy dùng cái công thức mình chia sẻ, loại mà bánh cuốn điểm sắm hay là phở cuốn á, thì cái công thức đó mình làm ở nhà. Nếu như bạn bỏ vào trong đó cái bột nghệ á, cho nó vàng lên thì mình làm xong mình cắt thì y chang cái cọng mì Quảng luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không có thời gian, mình làm cho nhanh. Mình cho vào là mì Quảng vào đây. Mình để cho nước nó sôi lên rồi mình tắt lửa, sau đó mình ngâm. Mình ngâm khoảng 7 phút. Thì tùy theo bạn xem coi cái cọng này nó sẽ chín chưa, cọng mì Quảng chín chưa. Nếu chưa chín thì mình ngâm thêm ha. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Để cho cái cọng mì Quảng của mình một lát nó tơi ra, nó không có bị dính cục. Còn một cách bạn ăn mì Quảng nữa là, đó là cái cọng mà các bạn nhớ mình chia sẻ phở tươi mà mình dùng để làm phở áp chảo không các bạn. Thì bạn lấy cái cọng đó bạn ăn màu trắng cũng được. Còn bạn thích màu vàng thì bạn bỏ bột nghệ vô, bạn trộn nó lên. Thế là bạn có cọng bánh phở mì Quảng nha các bạn. Đó. Và kia trước khi ăn mình phải hâm nóng nó lại. Tùy mỗi gia đình nha, lúc trước thì mình ăn như vậy nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn là mình có thể dùng loại khô này nè mình ăn cũng được, hay là mình tự làm ở nhà cái loại bánh phở tươi cũng được, chỉ cần bỏ bột nghệ vô thôi. Đó, bây giờ nó sôi lên nè, nó sôi lên như vậy thì mình tắt lửa, mình đậy nắp lại nha, và mình sẽ bấm 7 phút. Sau khi mình ngâm 7 phút và mình lấy nó ra nè các bạn, nhìn nè. Wow, nguyên một cái nồi luôn nè. Cái này ăn cũng khoảng được 6 tô đó. Mà mình xem cái cọng mì của mình nó chín chưa. Sau 7 phút là nó chín rồi các bạn. Bây giờ mình đi xả nước lạnh nha. Đó. Nguyên cái rổ mì Quảng luôn, nhìn thấy hấp dẫn các bạn. Và bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ vào tô nha. Đây các bạn ơi, mình chuẩn bị một tô mì Quảng nè. Bây giờ mình cho nước lèo vào đây và mình cho tôm thịt vào đây. Cái nước này nè, nó béo béo nè các bạn, ngon lắm á. Đậu phộng lên đây nha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Mì Quảng nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Cái cọng mì Quảng ở ngoài thì nhìn nó đậm hơn là ở trong hình nè. Ôi nhìn ngon quá các bạn ơi. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Như đây, và ớt, một miếng ba rọi nè, và một con tôm. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Mình trộn lên mình ăn nguyên cái tô này luôn. Là mình có làm nguyên một chén mắm ớt nè các bạn. Nóng cay. Cái nước lèo á nó mặn mặn ngọt ngọt ngon các bạn ơi, bà béo nữa. Mì Quảng á, người ta nói đặc biệt của mì Quảng là tại vì nó béo á các bạn. Bạn cho nhiều đậu phộng như đây ăn nó béo nè, và cái béo của ba rọi á ngon quá. Wow. Đại ca là người Đà Nẵng á. Quê quán của đại ca là bên Đà, là người Đà Nẵng á các bạn, người miền Trung. Cho nên khi mình có dịp về Đà Nẵng mình ăn cái món này nè, mình ăn đã lắm luôn á.
trứng cút. Cho nhiều bánh chán, bánh đa vô đây ăn, nó giòn giòn ngon các bạn. Các bạn ơi, mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu như bạn thích mình làm video gì kế tiếp, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể nha. Và nếu như bạn lần đầu tiên xem video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.